Trong kỷ nguyên bóng đá thời hiện đại, tưởng chừng như hai cái tên Messi, Ronaldo sẽ thống trị mọi danh hiệu và kỷ lục. M10 vừa có một kỳ World Cup 2022 vô cùng thành công trên đất Qatar cùng với những người đồng đội tại đội tuyển Argentina và khép lại một sự nghiệp sân cỏ đầy lẫy lừng với chiếc cúp vàng danh giá. Thế nhưng, anh vẫn thua người đồng đội của mình tại Paris Saint-Germain, đó chính là Neymar. Chính Neymar là cái tên đã vượt mặt Lionel Messi để trở thành ngôi sao Nam Mỹ đóng góp bàn thắng nhiều nhất năm 2022. Theo thống kê từ Opta, người đồng đội của Messi tại Paris Saint-Germain là Neymar mới là cái tên thi đấu hiệu quả nhất Nam Mỹ trong năm vừa qua khi in dấu giày của mình vào 34 bàn thắng, trong đó ghi 21 bàn, đóng góp 13 pha kiến tạo cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong năm 2022. Trong khi đó, con số của Messi là 12 bàn và 20 kiến tạo. Xếp thứ 3 trong danh sách này đó là tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid với 13 bàn và 9 pha kiến tạo. Ở mùa giải 2022-2023, sau khoảng gần một tháng khởi tranh, không phải Messi mà chính Neymar Junior mới là cầu thủ chơi tốt nhất. Tại giải Ligue 1, sau 3 trận đấu, Neymar đã có tới 5 bàn thắng và 6 đường kiến tạo. Không cầu thủ nào bắt kịp siêu sao người Brazil ở cả khía cạnh số bàn thắng lẫn những lần dọn cỗ cho đồng đội lập công. Người ở gần nhất với Neymar về khía cạnh bàn thắng đó chính là cậu em Kylian Mbappe và tiền đạo Rodrigo của Leeds cùng với 4 bàn thắng. Ngoài việc ghi bàn và kiến tạo, Neymar cũng rất tích cực tham gia vào lối chơi chung. Mỗi trận, siêu sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới thực hiện tới 4,7 đường truyền mở ra cơ hội ăn bàn. Như vậy, các đồng đội ở Paris Saint-Germain còn chưa tận dụng hết một nửa số đường truyền tốt của Neymar. Trang WhoScore thống kê toàn diện và đi đến đánh giá, Neymar Junior là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Trang thống kê này chấm điểm 9,53 điểm trên thang điểm 10 cho Neymar. Lionel Messi ở ngay sau Neymar với 8,71 điểm. Dù không đạt các chỉ số áp đảo như Neymar, nhưng Messi lại trở thành nhạc trưởng trong lối chơi của Paris Saint-Germain thời điểm hiện tại. Sau 3 vòng đấu ở Ligue 1, Messi có 3 bàn và 2 pha kiến tạo. Quan trọng hơn, anh chấp nhận đá lùi sâu, trở thành người kiên thiết của sân công viên quốc hoàng tử. Trong top 5 cầu thủ được WhoScore chấm điểm cao nhất ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, bên cạnh Neymar và Messi còn có Amas Llorente 8,68 điểm, Jamal Musiala Bayern Munich 8,65 điểm, Kylian Mbappe Paris Saint-Germain 8,59 điểm. Cựu hậu vệ phải huyền thoại người Brazil Cafu đã tham gia vào cuộc tranh luận xem ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và ông nhận định không phải Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo mà chính là Neymar. Bất chấp việc lên ngôi vô địch World Cup 2022 tại Qatar cùng với màn trình diễn siêu hạng, Lionel Messi vẫn thua sau ngôi sao Nam Mỹ đóng góp nhiều bàn thắng nhất trong năm 2022. Cụ thể, huyền thoại bóng đá Cafu đã từng chia sẻ trên tờ Fox Sports Brazil rằng ngày nay, về mặt kỹ thuật, ngay cả Messi hay bất cứ cầu thủ nào khác cũng không thể so sánh được với Neymar. Cafu còn khẳng định thêm, những gì thế giới muốn xem là Neymar chơi bóng, để cậu ấy cống hiến hết mình cho bóng đá. Nhưng cuối cùng, tiền đạo 29 tuổi người Brazil Neymar phải trở thành đầu tàu để nhận ra tiềm năng thực sự của bản thân, Cafu chia sẻ với tờ Marca của Tây Ban Nha. Người hâm mộ đã tranh cãi trong nhiều năm về việc ai xuất sắc hơn Messi và Ronaldo và ai được coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Vì vậy, khi người từng tạo lập kỷ lục 142 lần khoác áo tuyển Brazil, vô địch World Cup, đăng quang Copa America 2 lần và có một danh hiệu Champions League như Cafu đưa ra ý kiến của mình, điều đó rất đáng chú ý. Cựu hậu vệ phải của AS Roma và AC Milan Cafu, 51 tuổi, nêu quan điểm với tờ Marca. Về mặt kỹ thuật, Neymar giỏi hơn Lionel Messi, giỏi hơn Cristiano Ronaldo, nhưng cậu ấy phải đảm đương trọng trách của một thủ lĩnh. Một cầu thủ phải cống hiến 100% cho bóng đá. Tôi không giỏi hơn Neymar, nhưng tôi giỏi hơn những hậu vệ phải khác bởi vì tôi đã cống hiến hết mình cho bóng đá. Cậu ấy, Neymar, phải trở thành đội trưởng, người dẫn đầu. Theo Sun Sport của Anh, nhận định của Cafu là có lý. Khả năng chơi bóng của người chiến thắng 7 quả bóng vàng Messi và cầu thủ giành 5 quả bóng vàng Ronaldo chưa bao giờ bị nghi ngờ. Cả hai cũng khẳng định mình là hai trong số những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất lịch sử làng túc cầu. Ngôi sao 34 tuổi của Paris Saint-Germain Lionel Messi là người dẫn đầu kéo con tàu Barcelona đến với 35 danh hiệu vô địch ở cấp độ câu lạc bộ. Anh cũng dẫn dắt tuyển Argentina với tư cách đội trưởng vượt qua Brazil của Neymar trong trận đấu chung kết để vô địch Copa America vào mùa hè vừa qua. Kỷ lục 18 danh hiệu cấp độ câu lạc bộ của Neymar tại Barcelona và Paris Saint-Germain không phải là quá tồi
nhưng ở cấp độ quốc tế, anh chỉ giành ngôi Á quân Copa America cùng với tuyển Brazil. Mặc dù Neymar từng dẫn dắt Olympic Brazil vô địch Olympic, nhưng chừng đó vẫn là không đủ. Việc Neymar không tập trung hoàn toàn cho bóng đá khi vẫn thích tiệc tùng cũng hạn chế khả năng tỏa sáng và giành bóng vàng của anh. Neymar, 29 tuổi, cũng kết thúc 8 tháng làm đội trưởng tuyển Brazil vào năm 2019. Chính kỳ World Cup 2022 đã là một bước ngoặt tạo nên sự khác biệt giữa Messi và Neymar. Chân sút người Brazil được đánh giá là đã đạt đỉnh cao phong độ trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được diễn ra. Ngôi sao sinh năm 1992 dẫn đầu nhiều chỉ số tấn công tại League One mùa giải 2022-2023 và được kỳ vọng sẽ cùng với đội tuyển Brazil chinh phục chức vô địch trên đất Qatar. Nhưng ngược lại, Messi lại là người tỏa sáng và giúp cho Argentina lên ngôi vô địch. Còn Neymar gây thất vọng khi Brazil bị loại ngay tại tứ kết. Thất bại nghiệt ngã trước một Croatia một lần nữa đã khiến cho Brazil lỡ hẹn với chiếc cúp vàng. Sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, sân Education City bỗng trở thành đại dương nước mắt. Neymar, đầu tàu của Brazil, thậm chí còn không được thực hiện loạt sút của mình. Chắc chắn, ánh mắt mong chờ được thực hiện lượt sút luân lưu của Neymar là nỗi đau xé lòng đối với những người hâm mộ. World Cup 2022 đã kết thúc một cách đầy nghiệt ngã như vậy với Neymar. Cựu cầu thủ của Barca hiểu rằng, khi mà Champions League phần nào đó vẫn là sân chơi quá tầm với Paris Saint-Germain, World Cup sẽ là đường tắt để cho Neymar tiến vào ngôi đền của những huyền thoại. Một chiếc vô địch World Cup không phải thử thách quá tầm đối với Brazil của Neymar. Nếu như anh mang cúp vàng thứ 6 về quê hương, đó sẽ là lời khẳng định tuyệt đối cho năng lực của tiền đạo này. Xét về chỗ đứng trong nghề, danh thủ người Brazil vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ cho bậc đàn anh. Đồng thời tiết lộ, chính M10 đã giúp cho anh trong thời điểm khó khăn khi mới đầu quân cho Barcelona. Trả lời phỏng vấn của tờ Global Esports về những năm tháng chơi bóng tại La Liga, Neymar không giấu nổi xúc động kể về sóc nhỏ. Messi nói, không cần phải ngại, sợ xe gì anh ấy hay bất cứ ai ở câu lạc bộ Barcelona. Hãy là chính mình, vui vẻ lên như quãng thời gian thi đấu cho Santos. Tất cả mọi người sẽ giúp đỡ. Cựu trợ lý huấn luyện viên của Barcelona Juan Carlos Unzué đã làm sáng tỏ mối quan hệ của hai cầu thủ đang sát cánh ở Paris Saint-Germain là Lionel Messi và Neymar trong thời gian họ cùng nhau thi đấu ở Camp Nou. Neymar gia nhập Barcelona vào mùa hè 2013 và nhanh chóng đạt được mối quan hệ hợp tác đáng ghen tị với Lionel Messi. Trong 4 mùa giải, họ thiết lập một mối liên kết không thể tách rời, kết hợp dễ dàng trên sân và giúp cho Blaugrana giành được một danh hiệu Champions League và 4 danh hiệu La Liga cùng với nhiều danh hiệu khác. Unzué, người từng là trợ lý của huấn luyện viên Luis Enrique từ năm 2014 đến năm 2017, đã chia sẻ về cách tiền đạo người Brazil điều chỉnh lối sống và phong cách để trở thành ngôi sao sau Messi tại Barcelona. Ông nói với El Confidencial, chắc chắn Neymar phải ở trong cái bóng của Messi, nhưng tôi nghĩ anh ấy đã thích nghi và chấp nhận rằng Leo Messi là số 1. Thành công của Neymar và đội bóng là thực tế nhận ra rằng cả hai cùng nhau có thể giành được mọi thứ, và đó là cách chúng tôi đã làm điều đó. Bộ đôi tấn công Messi-Neymar đã chơi 161 trận cùng với nhau tại thủ đô Catalonia trước khi tuyển thủ người Brazil chuyển sang khoác áo Paris Saint-Germain vào năm 2018. Neymar đã ghi được 105 bàn thắng trong 5 năm khoác áo Barca. Chỉ có Luis Suarez 198 bàn sau 284 trận là có số lần ghi bàn gần với Messi hơn chân sút cũ của Santos. Lionel Messi gia nhập Paris Saint-Germain với tư cách là cầu thủ tự do khi kết thúc hợp đồng với Barcelona mùa hè năm ngoái, cho phép người hâm mộ hồi tưởng lại mối liên hệ thân giao cách cảm của anh với Neymar. Thật không may, chiến dịch mùa giải 2021-2022 không tốt với cả hai siêu sao khi họ đều đang vật lộn với hoàn cảnh để đạt được phong độ cao nhất. Trong màu áo Paris Saint-Germain, cặp đôi song sát Messi và Neymar đang có những màn trình diễn cực kỳ xuất sắc tại mùa giải 2022-2023. Neymar xếp thứ nhì trong danh sách vua phá lưới League One với 11 bàn, kèm Kylian Mbappe 2 bàn. Bên cạnh đó, tiền đạo người Brazil cũng cùng với Messi đứng đầu ở hạng mục kiến tạo với 10 lần dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn. Dù đã bước chân vào ngôi đền huyền thoại cùng với đội tuyển Argentina vô địch World Cup, chinh phục chiếc cúp vàng thứ 3 của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng phải nhìn vào thực tế, Messi vẫn thua Neymar về số bàn thắng ghi được trong năm 2022. Hiện tại, Neymar vẫn chưa thứ bóng đá công hiến, đẹp mắt và kỹ thuật. Dẫu biết, hành trình sân cỏ phía trước của Neymar còn dài, nhưng cầu thủ này cũng sẽ nhanh chóng bước qua sườn dốc của phong độ như những người tiền bối. Nhưng người hâm mộ luôn hy vọng Neymar sẽ tiếp tục thi đấu bùng nổ để san bằng những thành tích đã được thiết lập của giới bóng đá.
Đừng quên ấn like, share, subscribe kênh YouTube Yêu Bóng Đá để không bỏ lỡ bất kỳ video nào thú vị nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em trong các video tiếp theo.